Dạ. Con mời chú Bảy ăn cháo. Trời ơi, chú Bảy ăn cháo con nấu đi nhà ngon xấu dách luôn. Qua thăm chú là được rồi. Bà dễ nấu nướng làm chi cho nó mất công vậy con? Nấu cháo thôi, đâu có gì đâu mất công. Chú Bảy ăn đi. Chú Bảy, hôm bữa con có lên thăm anh An. Công việc của ảnh dạo này ổn lắm chú Bảy. Thật ra thì thấy hai đứa con thương nhau vậy chú cũng mừng. Mừng cái con khỉ khô. Chưa gì thấy bắt gái tôi mừng dâu rồi à. Tôi chưa đồng ý cho hai đứa nó quen nhau mà. Ba, làm dâu gì đâu ba. Con chỉ nấu cháo với chú Bảy thôi mà. Ba ngồi đi ba. Ba ăn không? Con múc cho ba ăn chén nha. Ý chàng, gái tôi có hiếu dữ không? Xin lỗi, ba mới ăn hồi nãy. Với lại ba đâu có bệnh gì mà ăn cháo chàng. Anh Tư, chuyện gì ra chuyện đó. Anh đừng có khó khăn với tụi nhỏ như vậy. Thằng An á, kho cá vô ẹt, làm công ty tào lao. Đồ quen gái tôi. Anh có con gái á, anh dám gả cho cái thằng mà nó không biết gì không? Thằng An nó có chí thú làm ăn mà anh. Chí thú cái gì? Làm ăn sống nhăn rồi trốn lên thành phố. Ba của nó kho cá ngon nhất cái miệt này. Ông bà người ta nói rồi, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Thí dụ như anh kho 10, nó kho tôi bắt nó kho 9 rồi, nó kho 8 cũng được. Ai giờ nó kho 1 mà. Rồi đó, kể tôi nghe lời của nó. Tôi làm ta giờ tôi chửi giải trên đầu cổ tôi nè. Bây giờ nó trốn nó Sài Gòn, nó sợ tôi mắng giống nó chứ đâu. Thì cũng tại anh thôi. Nó chưa biết kho cá ra làm sao hết. Tự nhiên anh bắt nó kho cá làm chi? Anh đừng có vì quyền lợi của anh mà cấm đoán hai đứa nó thương nhau. Cái đó người ta gọi là... là lợi dụng đó ba. Lợi dụng cái gì mà lợi dụng? Con thấy rõ ràng mà. Hôm bữa ba lấy cái thương hiệu của chú Bảy dán lên cá bóng nhà mình. Ba giao cho khách, khách ăn không đúng vị. Khách chửi quá trời luôn. Trời đất ơi, anh Tư, anh nghĩ sao mà anh lấy cái tên tôi gắn vô cái nồi cá kho của anh là sao? Thật ra không giấu gì Bảy. Tôi làm vậy là vì... vì cái gì? Tôi nghĩ hai đứa nó nè. Tôi nghĩ tới gái tôi nè. Sau này hai đứa cũng là một mà. Rồi đó sau này đó mình giao lại tài sản cho nó, thương hiệu đó. Mai mốt mình già mình đâu có nấu đâu. Thôi bây giờ có anh là gì? Tôi nói như vậy, tôi nốt mà tẹt luôn. Bây giờ anh kho, tôi bán. Bởi vì tôi bán rất giỏi. Anh cứ kho tôi bán, anh kho tôi bán. Rồi sau đó mình bằng suối. Thôi bây giờ đồng đi. Bây giờ anh bán bằng quyền cho tôi luôn. Anh giao công thức cho tôi, anh giao hẳn cho tôi trả tiền anh hẳn hồi. Và sau đó chúng ta vẫn bằng xuôi. Sao? Anh thấy sao? Cái này có lý nè. Ừ phải không? Đi về. Ba. Ông nói đây là không đồng ý. Đi về. Thôi chú Bảy con về. Tôi về à. Suy nghĩ kỹ đi. Hợp tác được anh em mình bằng xôi. Vui cả làng không chịu. Nghĩ gì không biết nữa.